Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Hôm nay chắc là tôi sẽ test lại bộ Saman anh em ạ. Trong mấy cái video trước ấy, có rất nhiều anh em có nói với tôi là cái bộ Saman nếu mà chúng ta dùng những cái món đồ mà kích hoạt, những cái món đồ mà có thể là active skill theo kiểu dạng là chủ động ấy, thì cái con Saman nó có thể hóa hình ngay. Đấy, thì trước đây thì tôi cũng đã test rồi. Tôi đã lấy những cái món đồ như là cái Blink hay là như là cái chống trận chẳng hạn. Thì trước đây ấy, những cái món đồ đấy thường là nó phải tăng đầy mana thì nó mới có thể hóa hình. Đấy, nhưng mà sau khi tôi ra một vài clip gần đây thì có rất nhiều các anh em comment, các anh em có chia sẻ là những cái con Saman khi mà nó cầm những cái món đồ active, những cái món đồ mà sử dụng những cái khả năng chủ động ấy, thì nó có thể hóa luôn mà không cần phải đầy mana. Nên là hôm nay tôi test lại nha anh em nhé. Còn những cái clip trước anh em cũng có thể để ý là nó không như thế. Đấy, nó không hóa hình được luôn đâu, mà nó phải đầy mana. Có thể là nhà phát hành họ thay đổi một chút cho cái bộ Saman nó đỡ phế. Để như cũ thì nó yếu thật anh em ạ. Nhất là so với mấy cái bộ hot bây giờ thì nó yếu hơn. Nó phải cân bằng lại. Glacier à? Ở đây kết hợp được với Glacier này. Hai Glacier đó. Nhưng mà chắc là cũng phải bán con súng đi, nếu không thì không mua cái con gấu này. Con gấu nó sắp lên 2 sao rồi, nên là tôi chắc là tôi mua cái con gấu này. Đầu game thì cứ thử cho gấu vào câu đi. Câu được ra gấu Saman thì chơi. À mà không, thực ra là câu được ra hay là không câu được ấy, thì nó vẫn thế thôi, nó không ảnh hưởng. Chúng ta chơi fake thì thoải mái. Nhưng mà cứ cho cái con cấu này, bởi vì nó 2 sao anh em ạ, nên là nuôi nó, cho nó lên 2 sao làm tăng cơ. Nuôi lại ra sao Breaker này. Cho con này vào thì hên hên mà ăn được quái là sẽ được cộng thêm 1 tiền á. Nhưng mà cái đội hình này nó tương đối yếu. Cái bọn Glacier này đầu game yếu lắm. Mấy cái con này nó không có đam anh em ạ. Bây giờ cái con Sao Breaker đang gánh tôi, nhưng mà mấy round nữa thì con này nó cũng đuối dần đi. Nó không còn mạnh nữa. Trận này nó không có được mấy cái món đồ như ý. Đồ trận này hơi lởm anh em ạ. Nếu mà đây là một cái Blink, một cái búa sét thì rất là ngon, nhưng mà đây không. À, cũng tôi nghĩ là cái chuỗi thắng nó cũng không được đâu. À rồi, vừa mới dứt lời xong thì lại cho cái con này à? À, thế thì khả năng đánh được chuỗi thắng đấy, đánh được chuỗi thắng đấy anh em ạ. Và bây giờ phải up cấp. Được. Hai Glacier kẹp với Warlock cũng ổn. Giờ đợi con Berserker ra là ok đó. 4 Glacier kẹp 2 Warlock. Gấu lên 2 là có tăng cơ phía trên rồi. Thêm một con vòng sau nữa. BH đánh ở Sao Breaker đánh ở level 7 có thể nhét được vào đủ bộ luôn. Glacier này. Bốn Glacier thì sao? Con này có yếu hơn không nhỉ? Tạm thời chơi như này cho đến khi ra Berserker thì chúng ta sẽ chơi hàng Ryu luôn. Glacier. Thằng này chơi Saman này. Chơi này có khả năng là sẽ có Saman fake ấy. Khả năng round này thắng tiếp rồi. Hay quá nhờ. Một round nữa thôi. Round 9 này mà thắng nữa là chúng ta sẽ giữ được cái chuỗi round 11.
Berserker rồi, hay quá. Ơ, thế thì chơi Glacier à? Chơi nhìn giống như Glacier vậy. Không phải là Shaman mà lại là Glacier. Nếu mà chơi Glacier thì sao? Nếu Glacier thì ở trong meta này, nếu mà chơi meta mới này thì tôi muốn test. Nếu mà chơi Glacier ấy thì tôi sẽ muốn test là Glacier kết hợp với Metalith. Được không? Ý tưởng được không? Nếu mà Glacier mà kết hợp với Metalith, dồn đồ cho Ngộ Không à? Búa Lan đúng không? Búa Lan kết hợp với chấm Lan, kết hợp với các búa sét, kết hợp với cả đánh nhanh. Như thế con Ngộ Không nó sẽ gõ liên tục, tung trưởng liên tục, và nó sẽ có cái cơ hội mà tạo ra được những cái cú lổ Metalith. Rất nhiều cơ hội luôn. Hợp lý không? Mà trong trường hợp nhá, mà không dồn đồ cho Ngộ Không ấy, thì chúng ta có thể kiếm cái món đồ Long Bào. Long Bào sau đó thì trận này tôi để ý là sẽ có là Sacred Lancer. Chúng ta có thể dồn Long Bào cho Sacred Lancer cầm với cả búa sét, cầm với cả hai tia. Đấy, lúc đấy con Sacred Lancer nó cũng có sẽ có khả năng là gây ra cái hiệu ứng Metalith. Và kể cả là cái hiệu ứng đốt của cái con Lancer ấy, trừ máu theo dây ấy, đốt máu ấy, nó cũng có khả năng là lổ Metalith luôn. Ấy à, nghe có vẻ căng ấy nhỉ anh em nhỉ. Được đấy. Thế thì chắc là trận này test luôn nha anh em nhá. Tôi sẽ test luôn để xem là Metalith kết hợp với cả Glacier nó mạnh cái cỡ như nào. Tất nhiên cái bộ đấy đánh nó cũng khó đấy. Chúng ta sẽ phải đánh ở level 10. 6 Glacier Metalith là phải đánh ở level 10 cơ. Trận này hơi đen là không có cái búa sét. Và tất nhiên là tôi cũng sẽ không random để kiếm cái búa sét đâu. Bởi vì chúng ta có những cái món đồ thay thế thôi. Như ở đây là có một cái cung tên thì có tăng thêm được cái khoảng cách đánh này. Thứ hai là tăng được thêm cái tốc đánh, thêm 10% cũng được. Tí nữa cho Lancer cầm. Đấy, cái gậy như ý, cái gậy như ý nhỏ, gậy gai cũng rất là ok. Round sau chúng ta sẽ gặp cái thằng Feather. Đây, rồi gặp Feather này. Cơn gió này chơi Feather. May quá lấy được cái gậy gai. Nhưng mà nó có cái búa sét anh em ạ. Ăn nổi không? Ôi chết rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Được không? Ui trời ơi. Ui có cái gậy gai anh em ạ. Trời ơi lấy đồ nó chuẩn luôn. Quả đấy mà không có gậy gai là thua cái đao vừa rồi đấy anh em. Suýt nữa thì mất chuối. Mà chơi cái bộ này ấy, thế nào rồi chúng ta cũng sẽ mất chuối ở cái giai đoạn giữa thôi anh em ạ. Cái bộ Glacier này đến cái đoạn giữa nó hơi yếu. Trước khi mà chúng ta lên được level 10, chúng ta có 6 Glacier, 4 Metalith thì nó rất là yếu đấy. Hoặc là chúng ta chưa ra được Lancer, Lancer 2 sao, thì lúc đấy nó cũng khá là yếu. Thằng này thì được Echo này, chuối cộng 7 rồi. Sáu Glacier này. Luôn không nhỉ? Đánh ở level 7 đủ. 6 Glacier. Có điều là như này thì chúng ta sẽ mất một con 2 sao ở ngoài. Này không biết có yếu hơn không? Vứt một con 2 sao đi. Thực ra cái giai đoạn đầu game mấy cái con 2 sao nó khá là quan trọng. Bởi vì nó đam nó to, máu nhiều. Nhiều khi đủ Selazi chưa chắc nó đã mạnh. Bởi vì là cái lượng đồ nó đang thiếu. Nó chưa đủ đồ. Vớ vẩn một phát lại chuyển đội hình cái thua luôn, mất chuỗi luôn. Mà chắc thằng này thì không thua được. May quá gặp một cái thằng yếu. Metalith thì mua vào thôi. Lên 8 lên 9 mới cho được vào cơ. Nếu mà bây giờ ra Ngộ Không thì tạm thời là chơi 4
4 Glacier, 4 Metalith. Metalith cái giai đoạn đầu nó mạnh hơn Glacier. Chơi rất là ok. Nếu mà ra ngộ không, có ngộ không 1 sao bây giờ nó cũng khá là khỏe đấy anh em ạ. Ngộ không mà dù là xuống 4 tiền nhưng mà 1 sao nó so với cả những cái con 4 tiền khác ấy thì nó nhỉnh hơn đấy. So với Medusa đương nhiên là hơn rồi. Medusa này so với cả thuyền trưởng, rồi so với con nhện tư tế các thứ là hơn. Đấy, còn nếu mà so với con Doom hoặc là so với cả con Velomancer thì có thể là nó sẽ bằng mấy cái con đấy. Về chất tướng thua này, gặp ngay cái bộ Warrior anh em ạ. Hơi đen nhỉ, đúng cái round 14 đen thật sự. Sao không phải là round sau gặp. Nhưng mà cũng may là tích đủ 50 tiền rồi. Mất chuỗi cho cái thằng Wario. Còn một thằng nữa nó đang có chuỗi kìa. Không biết là tôi có cắt lỗi không. Không, lại để cho cái thằng Wario nó cắt lốt. Thực ra chơi meta này tôi thấy là cái bộ Wario cũng rất là ok. Bởi vì là nhiều người chơi Greater Greater và nhiều người chơi là chơi Wario rất ngon. Trận này chưa thấy ai chơi Greater nhỉ. Không biết là có chơi Greater không. Trông có vẻ giống như là Feather nó nhiều hơn. Bộ Feather cũng khá là được nhiều người chọn ở trong meta này. Cái thay đổi cái con Taboo Witcher nó lên 4 tiền ấy, nó giúp cho cái bộ Feather nó khỏe hơn ngày trước. Khỏe hơn khá là nhiều. Bây giờ chỉ cần chơi những con Feather thôi, không cần phải nhét thêm mấy con khác vào. Rất là khỏe. Mặt lạ điên ấy. Giờ Berserker đang làm co thì lấy mặt lạ điên luôn. Tí nữa cái mặt lạ điên này có thể cho Lancer được anh em ạ. Nó cũng không phí đồ đâu. Còn nếu mà trong trường hợp mà không có cho Lancer ấy, mà dồn đồ cho ngộ không ấy, thì chúng ta cũng có thể rèn được nó. Nói chung là bây giờ cứ lấy theo cái con co hiện tại thôi, không quan tâm lắm. Bây giờ chơi game thì cứ đồ cái thời điểm ban đầu ấy, lấy theo cái con co đang chơi. Xong late game chuyển sang bộ nào thì rèn hết, vứt hết. Như thế nó sẽ chơi linh động hơn. Ví dụ như kể cả bây giờ tí nữa tôi chuyển sang một cái bộ mết cũng được mà. Ua từ từ nhá, thằng này nó mạnh đấy nhở. Ủa, thằng này cũng hình như cũng Glacier đấy. Ây à, cũng level 7 50 tiền rồi đấy. Bây giờ bắt đầu cái đội hình này nó yếu đi rồi anh em ạ. Nên là tôi tích tiền thôi anh em nhá. Tôi tích tiền, tôi có thể là sẽ đốt máu một thời gian. Đốt máu một thời gian nữa. Cái mục tiêu là phải lên được level 10. Ở round 26. 26 là phải lên được 10. Mày qua gặp mấy cái thằng ao này vẫn có thể chơi được. Trận này có hai thằng ao à, hai thằng AFK luôn. Ui, linh hồn ánh sáng này. Mà ra cái con này thì có thể chúng ta quay xe tí nữa chuyển hết sang đồ cam, chơi theo kiểu bắn trưởng. Nhưng mà trận này nó không có cái con nào nó phối hợp với con này cả nhỉ. Chưa thấy con nào phối hợp được. Bình thường phải có Tsunami hoặc là có Storm Shaman cơ. Bây giờ Storm Shaman nó lên 5 đô rồi. Trận này nếu mà có thì chỉ có con Phantom Queen. Phantom Queen phải ra là Phantom Queen nữa cơ. Bây giờ chơi cái bộ này nó khó hơn một chút. Chúng ta có thể chuyển từ cái bộ này sang trộm chó cũng được đấy anh em ạ. Đấy. Hoặc là có thể chơi 6 Glacier 4 đá, 6 Glacier 4 đá cũng được. Dồn đồ cho linh hồn ánh sáng. Linh hồn ánh sáng này nó sẽ có cái khả năng là đóng đá đối thủ liên tục. Nếu mà đối thủ không có chơi Greater thì thoải mái luôn. Đối thủ có thể đứng im đến chết ấy. Nếu mà chúng ta dồn đồ cho cái con này. 6 Glacier kẹp với cả
bốn đá là gần như là đối thủ không có cái giờ giây phút nào có thể là tỉnh lại được đâu. Khi mà gặp cái con này cứ ba phát đánh là nó đóng đá trong vòng 2 giây mà. Thì trong vòng 2 giây chắc chắn là nó đánh được 3 phát rồi. Trong cái bộ 6 Glacier này thì thoải mái luôn. Ơ, đây Glitter. Thôi chết rồi. Về trận này có Glitter à? Ây à. Cơn gió này là vừa lấy là chuyển từ Feather sang Glitter. Ok, vậy nếu mà có Glitter thì lại không chơi nữa vậy. Thôi, có Glitter thì lại chơi Metalist thôi. Nếu mà không có Glitter thì mới chơi đá được anh em ạ. Mới chơi Light Spirit được. Chơi con Light Spirit này gặp Glitter thì nó phế luôn. Nó chả có cái tác dụng gì cả. Mà kiểu gì mà trận này ba ông chơi Glacier ạ. Ơ. Thề. Sao cái lúc mà tôi không chơi thì không ai chơi Glacier, mà sao cái lúc mà tôi chơi thì nhiều người ông chơi thế? Hả? Sao lại như thế? Vô lý vậy. Em hiểu sao trận này mình chơi Glacier xong rồi lại tranh nhau chơi Glacier ạ. Ba ông chơi Glacier luôn, trong khi cái bộ này bây giờ có ai chơi đâu. Sida thật sự luôn ấy. Anh em thấy này, anh em có thể thấy là gần như là đóng đá liên tục nhưng mà vẫn thua ạ. Yếu thế nhở. Thề. À ui đây rồi, xe linh này. Xài linh chứ, xài linh chứ. Được. Xem nào, chơi trộm chó. Trận này không biết có thằng nào chơi trộm chó không. Về căn bản là lúc này cũng chưa biết được anh em ạ. Muốn biết chơi trộm chó hay không thì phải late game cơ. Trận này không dám, không lấy bùa luôn. Hay là liều phát nhỉ. Trông thì có vẻ như là không có thằng nào có ý định là chơi trộm chó. Đấy nhưng mà cũng chưa biết được. Late game thì chưa biết được. Tầm này thôi dồn đồ cho xe linh tạm đã. Chúng ta sẽ phải lên 10 cơ. Chứ không đánh ở cái level này đâu. Mà trận này cũng hơi đen nhỉ anh em nhỉ. Không thấy ra ngụ không. Chưa thấy ra con ngụ không. Rồi, sẽ đổi cái món đồ cam đầu tiên cái đã. Búa sét đây. Lấy cái búa sét clear cho nhanh với cả tí nữa ấy. Ngộ không hay là cái con Lancer đều dùng được. Chứ còn nếu bây giờ lấy cái vương miệng thì lại chỉ có con ngộ không dùng được thôi. Con Lancer mà cầm vương miệng thì hơi phí anh em ạ. Lấy búa sét luôn. Tí đánh vừa tăng cơ vừa tấn công đều ok. Cái món đồ tiếp theo lựa chọn chắc là cái giáp phản. Ừ rồi, bị úp lồng rồi, thế đi hết rồi. Sai lầm quá. Glitter căng phết nhỉ. Trên này có Glitter khả năng là sẽ không chơi đá nữa anh em ạ. Không chết rồi, tôi đang tụt máu xuống đấy. Tôi đang bị tụt máu đấy. Đang đánh chữ thua rồi này. Căng thật. Trận này căn bản là chơi Glacier nhưng mà phải tranh bài với bọn nó ấy, nên là bài nó cũng không ra được. Bây giờ đợi con xe linh 2 sao khi lại chuyển. Thực ra mấy cái con đá nhá, chúng ta vẫn giữ lại, chúng ta counter với thằng Glacier này được anh em ạ. Vẫn counter được.
Counter Glacier. Cứ tranh nhau này, cùng nhau xuống hố thôi. Anh em thấy là cái thằng Glacier gặp tôi là mất đống máu luôn. Tôi ra con Selling Assassin rồi tôi mới thắng đấy. Trận này rồi mấy ông Glacier ôm nhau xuống hố hết. Ba ông Glacier chót bảng ạ, thề. Phía trên là Feather, cũng có Feather luôn. Clive bây giờ đang top 1 chứ. 98 máu. Nghe nó hơi sai sai nhờ. Clive yếu thế mà cuối cùng bây giờ nó lại là cái thằng nhiều máu nhất chứ. Anh em thấy điều không? Lên được 11 không? Thằng Clive lên được 11 thì 6 Clive, 6 Glacier thì cũng càng nhá. Thì tôi chịu chết luôn. 6 Glacier, 6 Clive. Xong rồi lại dồn đồ cho Light Blade Light nữa thì nó clear nhanh lắm. Mà thực ra nếu mà nó lên được level 11 ấy thì nó có thể dồn đồ cho Light Blade Light, xong rồi nó kẹp 4 Metalit vào nó còn kinh khủng nữa. 6 Glacier kẹp với Light Blade Light, cầm áo long bào rồi kết hợp với Metalit. Nghe chừng có vẻ tối thượng. Vô địch tối thượng luôn. Đấy anh em thấy không? Tôi lại gặp thằng Glacier lại thua này. Cày nhỉ. Mấy thằng Glacier thua tất, gặp nhau đấm nhau. Bộ này có khi vớ vẩn nó thua cả Feather luôn ấy. 9 Feather chưa chắc đã ăn. Mặc dù tôi có chống lé rồi nhưng mà chống lé gậy gai không ăn thua. Sailing Assassin 1 sao không ăn thua. Trứng này bây giờ mà ra con nữa nhỉ, đập trứng cho Sailing. Chuyển về sát thủ. Sát thủ kẹp Witcher. Bây giờ cái bộ sát thủ kẹp Witcher nó cũng lâng tầm rồi. Nó có con Taboo Witcher bây giờ lên 4 tiền. Ở trong cái bộ đấy khá là lâng tầm đấy. Kết hợp được với cả Feather nữa. Thêm được 3 Feather. Thằng cơn gió kiểu gì đánh ở level 7 mà căng nhỉ. Chuỗi dài thật sự. Đây này gặp 9 Feather này. Chưa chắc đã ăn được. Chồng ăn nổi không? Thề Sida thật sự chưa thấy ngộ không đâu. Chả nhẽ đập trứng nhau Velomancer 2 sao xong kẹp với Kira. Thực ra cái bộ này tôi cũng chả muốn chơi ấy, bởi vì là chúng ta đang cần là cần test cơ. Tôi cần test cái bộ 6 Glacier kẹp với cả Metalit. Chứ tôi không muốn đập cho cái con Velomancer này xong lại chơi Kira, nó giống meta cũ quá rồi. Không muốn chơi. Có thể là Velomancer mà bây giờ mà lên 2 sao kẹp Kira thì nó có thể nó gánh được đấy. Anh em ạ, gánh được nhưng mà thôi. Thôi lên 10 xả hết tiền thôi anh em ạ. Lancer này. Chưa thấy ngộ không đâu. Đen nhỉ, không ra ngộ không luôn ạ. Thề. Ơ kìa. À đây rồi. Đây rồi.
Villa Master này có khi là thôi. Chết rồi, đao này lại bị đẩy nhiều này. Đủ căng vậy. Sắp đi rồi anh em ạ. Có khi phải đập trứng cho Ngộ Không luôn á. Tôi nghĩ là con Ngộ Không một sao này nó không có gánh được đâu. Bán này rôn nốt. Xin con Ngộ Không đấy. Ui rồi ôi. Hảo rồi. Phải đập trứng à? Bây giờ mà không đập trứng có khi toang luôn. Thử một round nhá. Vẫn còn 26 máu chưa đi được đâu. Ui thằng này chơi gì đấy. Cũng là Metalit anh em ạ. Cũng là 4 Metalit. Rồi đồ cho cây. Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Hiểu rồi. Chính ra cái bộ Metalit này kết hợp với cả 6 Glacier, cái con gấu đù nó cũng đấm nó cũng đau nhá. Ngộ Không lên được 2 rồi này, hay quá nhờ. Đây mà có khi là Ngộ Không 3 cũng lên ấy. Ok. Nếu mà thế thì đổi đồ kem cho Ngộ Không luôn. Thì chúng ta chơi Ngộ Không thôi. Thế này à? Rồi hút máu. Bộ này thì nó thiếu hút máu anh em ạ. Nên là sẽ lấy hút máu nhá. Line up này nó sẽ không có hồi máu đâu. Chúng ta phải lấy cái món đồ hồi máu. Ok giờ cũng không lên 2 sao rồi vô tư bạn ơi. Ok. Có chắc là vô tư không đấy? Được 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 được. Có khả năng hồi máu này. Phản ngược lại chết đấy. Thề. Ô hòa. Cũng không được của nó luôn. Cái búa xét nó phản lại. Xong rồi là kích hoạt Metalit là chết hết đối thủ. Cầm thêm mà lại hút máu nữa là tiêu diệt đối thủ đầy ạc máu luôn. Bất tử thật sự. Con này thêm đồ tăng cơ. Cố gắng lấy được cái nhẫn. Cái nhẫn hoặc là cái giáp thép. Trên này có khi nuôi Ngộ Không 3 sao được đấy anh em ạ. Ui mấy thằng kia đi hết rồi kìa. Glacier đi hết rồi. Còn một thằng Clyde, một thằng Metalit. Một thằng Metalit kết hợp với cả 4 Havoc ạ. Ui thằng này Sailing Assassin 2 sao. Sailing Assassin 2 sao cầm với cả cái ấy. Cái kiếm thần anh em ạ. Ui vãi đái. Hỏng rồi. Ngộ Không ai solo nổi không? Ui căng vậy. Ui là con chói. Hỏng rồi, hỏng rồi, khỏe thế. Vừa có giáp Clyde luôn chứ. Sailing 2 sao ạ. Thảo nào mà nó 90 màu luôn. Khó rồi. Còn thằng đấy mà nó lên được 11 thì nó căng đấy nhá. Lên được 11 thì nó cũng là kết hợp với cả 6 Glacier kẹp với cả con Sailing mà. Nó còn kết hợp được với cả 4 Warlock nữa cơ. Kira luôn cũng được. Anh em ạ. Thằng này có thể nó sẽ chuyển sang cái bộ đấy. Càng đấy. Sợ nhờ. Tôi ít máu quá. Tôi giờ còn 21 máu. So với những thằng còn lại nó còn khá là nhiều. Bây giờ là còn 2 slot nữa. Chúng ta có thể đổi thêm 2 slot nữa để cầm đồ cam được.
Cái gương thì tí nữa vứt đi thôi. Gương chắc là không dùng. Con Ngộ Không này, cái bóng của Ngộ Không nó cũng không tung trưởng được. Càng nhá, 6 Glacier rồi này anh em này. Nó chuyển ngay. Đấy, tí nữa nó sẽ là kẹp với cả Kira nữa. Bây giờ nó không lên 11. Có Kira rồi anh em ạ. Lấy được Kira căng thế nhở. Vãi đái. Ui thằng này to thế. Hai quét thì có bay màu. Giờ thành bại là ở cái con Fortuner Teller ấy. Fortuner Teller mà bắp tốt thì là có thể là ăn được. Lại còn cái con này nữa. Ui đánh nó phản lại kìa. Ui cây phản lại kìa. Úi cái gì đấy. Còn 5 máu nhưng mà ra thanh kiếm cổ ạ. Tự nhiên lại rơi cái thanh kiếm cổ cho tôi thế này thì ôi rồi ôi tuyệt vời quá. Nhưng mà rồi sao? Có sống sót để mà chơi được không? Có khi là vẫn phải đổi một cái món đồ tìm ấy nhỉ. Sống nổi không? Round này còn có 5 máu thôi. Cầm kiếm cổ có hơn được không? Ờ mày thua mày rơi kiếm cổ đi. Ô được. Được bạn ơi. Vớ vẩn đây là bước ngoặt đấy. Trận đấu chưa ngã ngu đâu. Suýt nữa thì là coi như là ngã ngu rồi đấy. Nhưng mà từ từ đã. Kìa ô kìa. Trời ơi cái con Ngộ Không nó bổ kìa. Anh em có nhìn thấy con Ngộ Không nó bổ không? Trời ơi. Quá dã man luôn anh em ạ. Gần 1k máu. À không. Gần 1k đam mà nó bổ cho cái con Light Blade Light. Quả coi như là bay màu luôn. Đầy máu bay màu. Dã man thật sự anh em ạ. Ôi trời ơi. Quả bổ chí mạng đấy. Cái này là có khi là vớ vẩn là sống đấy anh em ạ. 5 máu này chưa chắc đã chết đâu. Vừa lấy thì yếu. Đánh chuỗi thua thì 50 máu thì vẫn là như là ít. Nhưng mà bây giờ 5 máu thì nó lại là thành nhiều rồi. 5 máu nhưng mà lại là nhiều máu đấy anh em. Trời ơi rơi quả kiếm chí mạng đấy. À, thế nào mà nó lại đúng vào ra rơi vào đúng cái nhà của tôi chứ lại. Chân mệnh điện tử thật sự là như thế luôn. Có 3 nhà thì nó rơi đúng vào nhà của tôi. Tỷ lệ ở đây nó là 33%. Trời ơi bây giờ thì sao? Hai vụt anh em ạ. Chỉ hai vụt thôi. Trời ơi cái thằng top 1 kìa. Vừa lấy nó tôi nhìn thấy nó 90 mấy máu, bây giờ nó sắp đi rồi anh em ạ. Vớ vẩn nó còn đi trước cả hai cái thằng kia ấy. Được quá nhỉ. Ngộ Không quá tuyệt vời. 6 Glacier Ngộ Không. Bây giờ mà ra là cái chém lan nhỉ. Chém lan là cái gì? Bây giờ bất diệt đúng không? Chắc là bất diệt. Đổi cái bất diệt cái đã cho an toàn cái đã. Càng phết. Tí nữa cũng không phải lên 3 sao rồi sao. Tầm này được quyền là giữ tiền rồi đúng không? Được quyền là tích tiền rồi. Tí nữa chỉ còn là 3 con Ngộ Không nữa thôi. Hoặc là 3 trái trứng nữa. Hoặc là 2 trái trứng 1 con Ngộ Không nữa. Đấy, hoặc là 1 trái trứng 2 con Ngộ Không nữa. Những cái trường hợp có thể để đưa cái con Ngộ Không này lên được 3 sao đấy. Con này cũng căng này. Mà chúng ta vẫn thua được đấy anh em ạ. Cái thằng top 1 ấy, bây giờ nó đang dồn đồ cho con cây và nó có cái long bào nhá anh em nhá. Đây, chúng ta đánh vào chúng ta bị phản chết đấy nhá. Vớ vẩn lổ Metalit xong, đúng cái quả lổ đấy nó lại lổ trúng vào người con Ngộ Không rồi đi luôn ấy. Không đơn giản đâu anh em ạ. Rồi, còn mấy thằng Glitter giờ mũi rồi. Bây giờ chấp bọn Glitter luôn, bây giờ có gì lên 10 thì cũng không ăn được. Một bổ là bay màu. Trong con Ngộ Không hai vả là chết một con. Có những cái con mà nó đập cho một phát là chết rồi. Đập đau thật. Mà đây mới là 2 sao rồi đấy.
Tí nữa mà con này lên 3 sao thì không biết chuyện gì xảy ra. Rồi. Coi như là chúng ta đã đặt một chân vào chức vô địch rồi đấy. Sắp vô địch rồi anh em ạ. 50 tiền chả nhẽ không lên được 3 sao đúng không? Chắc chắn là sẽ lên được đó. Dư tiền là tôi lùi tiếp. Tôi lùi tiếp cái con Phong Vũ lên 3 sao nữa luôn. Lancer 2 sao. BKB. Không lấy được đồ gì lấy luôn anh em ạ. Chứ còn bây giờ rèn thì hên xui lắm. Xong rồi tôi sẽ rèn đồ cam. Ok. Bất diệt đó. Tăng cường khả năng sống sót. Con hộ không bây giờ 3k máu là yên tâm rồi. Không ơi ra đi. Thế kìa, luôn hết tiền, 50 tiền không ra con nào chứ. Cay nhỉ anh em nhỉ. Thật. Điêu thật. Sai lầm rồi. Luôn hết tiền luôn không ra con nào ạ. Cái thằng Metalit kẹp cây khỏe phết nhỉ anh em nhỉ. Đây là nó này. Nó kẹp với cả Half Orc kẹp cây, kẹp với cả Metalit. Cây cầm long bào. Ấy, ủa lổ kìa. Vãi đái ạ. Mày lổ. Tao có bất diệt mà. Làm sao. Có bất diệt rồi, không ngán nữa rồi. Nó lổ Metalit, tôi cũng lổ. Càng phết đấy anh em ạ. Thế đó là Ngộ Không phải giảm đam nhỉ. Vừa lấy cầm cái món gì mà lên được một gần 1k đam à. Sao bây giờ còn có 800. Thằng kia nó soi tôi đấy. Tôi phải chuyển vị trí Ngộ Không đi. Chết. Rồi. Rồi. Đi ra. Đi luôn. Có chuỗi luôn. Quá tuyệt vời. Ngộ Không còn 3 con nữa mà quả lại roll 50 tiền không ra. Cay nhỉ. Bây giờ có khi phải giết chết cái thằng top 1 đi kìa thì nó mới ra Ngộ Không ấy. Thằng ấy nó cầm Ngộ Không hết rồi. Ôm Ngộ Không rồi. Bây giờ cái mấy cái con 4 tiền này nó cũng không có nhiều để chúng ta có thể là mua được đâu. Chúng ta phải giết đối thủ chúng ta mới có đủ. Chắc phải cho thằng ấy đi chúng ta mới lên roll anh em ạ. Bây giờ không đủ để roll. Roll nó cũng không ra ấy. Hết rồi. Hết Ngộ Không à. Cho kho tường nó có giới hạn không. Tao có BKB rồi. Tao có BKB rồi. Ây da. Trời ơi, Ngộ Không kết hợp với cả 6 Glacier Metalit. Uy tín thật sự luôn anh em ạ, khỏe thực sự. Cơn gió sắp đi rồi. Cứ một vả trên một con mà. Bây giờ thằng nguy hiểm nhất chính là cái thằng top 1 ấy. Nó đang chơi con cây, nó có khả năng phản chết tôi. Phản chết con Ngộ Không, nhiều con Ngộ Không của tôi ấy, bây giờ nó có bất diệt. Với cả nó cũng có cả cái BKB. Nó đỡ rất nhiều trưởng đến từ cái con cây ấy. Gần như bây giờ chúng ta chỉ có thể chết bằng cái phản thôi. Chứ chúng ta không chết bằng cái những cái sát thương phép đến từ con cây. Nó sẽ không lổ Metalit được con Ngộ Không đâu. Ủa tôi chết rồi. Ô có đi không? Ok bạn ơi. Làm sao? À thằng này bắt tôi anh em ạ. Ok. Tự bắn tự chết ạ. Thề.
May cho nó đấy. Cái quả vừa rồi nó đổi vị trí của con Light Blade Light là bắt con Ngộ Không của tôi ấy. Không, tôi để con Ngộ Không bên này là có khi là tôi ăn rồi đấy. 3 sao thì cũng nhiều đấy. Đối thủ rất nhiều 3 sao luôn nhá. Càng không anh em, càng thật. Nhà tôi vẫn đang chiếm thế thượng phong. Bây giờ hiện tại là mặc dù là chúng ta còn 5 máu đứng ở vị trí thứ hai, nhưng mà chúng ta đang là một cái người mà mạnh nhất ấy. Đang rất là ok. Đối thủ chưa có thằng nào ăn được. Bây giờ đẩy cái thằng kia chết xong rồi là chúng ta sẽ roll con Ngộ Không. Bây giờ thực sự là roll nó không ra đâu anh em ạ. Khó. Chắc thép rồi. Bây giờ trên người Ngộ Không là cũng full đồ rồi. Ôi kìa, Ngộ Không này. Ơ, thế thì roll tiếp rồi. Biết đâu là vẫn còn nhỉ. Trứng này. Ui, một con nữa thôi. Một con nữa thôi. Ôi giời ơi. Hết rồi anh ạ. Từ từ lấy cái gì đây? Lấy cái nhẫn đi. Cảm giác cái nhẫn này an toàn hơn. Thôi cho này đi đi, cho này đi đi. Ok. Ngộ Không. Ngộ Không. Ok các bạn ơi. Ui nó phản kìa. Thôi xong rồi. Sợ thế. Thôi xong rồi đấy. Bây giờ luôn ra Ngộ Không được. Luôn đi. Đấy anh em thấy chưa? Nó đi phát ra luôn mà. Thôi xong rồi. Vừa lấy là do nó hết Ngộ Không nên chúng ta không lấy được thôi. Ô cái gì kìa? Bí mật. Bí mật nhá. Hài quá đi mất tôi. Đương nhiên. Trời ạ. Thế mà còn phải hỏi. Kiểu gì? Kiểu gì? Ui chưa kịp úp lồng luôn kìa anh em kìa. Thậm chí nó còn không kịp úp lồng luôn á. Solo. À, đánh đau phết nhờ. Đánh đau phết. Ồ, ui, tôi bật bất diệt lên rồi. Thì làm sao? Hay quá. Ôi, căng thế nhờ. Bây giờ làm gì? Bây giờ tôi full rồi. Lancer lên được 2 sao luôn là xong rồi. Rồi nói chung là trò chơi kết thúc rồi đấy. Rồi làm sao bạn ơi. Từ từ đưa chuyển đồ cho con này cầm một nhẫn này. Cầm nhẫn này có khả năng là block 120 dam. Ok hơn. BKB giờ không cần nữa anh em ạ. Mấy cái thằng này nó có tác dụng gì đâu. Ây da, cái gì đấy? Cái gì đấy bạn ơi? Ui, cái con Blade Line của nó có cái bình minh anh em ạ. Ui, chết tôi rồi. Hỏng rồi. Ui, đi luôn hả? Hỏng rồi. Ui, đây. Ui, tôi xong rồi. Ui, mẹ ơi, đừng im đến chết ạ. Thề, sơ suất quá đi mất rồi. Ơ, ôi rồi. Ôi trời ơi. Thề ạ, thề. Cái kiểu gì mà tỉnh dậy đập vào đầy ặc máu luôn ạ. Đối thủ quả cũng tưởng là ăn được rồi. Xong cuối cùng lại coi như là đập vào phát chết luôn. Ảo ma Galada thật sự luôn đấy thề. Khó tin. Tôi bây giờ tôi cũng không tin được là tôi vô địch ở trận này luôn. Với một cái quả bắt bài dí vào trước mặt cái con Ngộ Không. Cái quả vừa rồi. Thế rồi cuối cùng vẫn ăn được. Ngộ Không tỉnh dậy đập hai phát đầy ặc máu luôn ạ. Như chưa có cuộc chia ly luôn. Cứ ngỡ như là Ngộ Không đã bay màu. Nhưng mà kết thúc trận đấu với 100% máu. Dã man. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Mời anh em đến với meta siêu đẩy siêu đẻ anh em nhá. Saman kết hợp với Sivet thì nó đẩy mạnh đến cỡ như nào. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem bộ Insectoid kết hợp với Sivet và Long Bào anh em nhá. Đẩy nó cũng căng không kém gì cái bộ 6 Saman đâu anh em ạ.
Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.